Rơi răng sứ tưởng chừng như là một sự cố hy hữu, nhưng nam diễn viên này đã gặp tình huống này tới lần thứ 3. Vậy vì sao răng sứ có thể dễ dàng bong ra như vậy? Và liệu rằng có nên bọc sứ răng cửa hay không? Chúng ta hãy cùng bác sĩ Hoàng Vũ Hiệp tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Nhu cầu bọc răng sứ đã có từ rất lâu và cũng là phương pháp cải thiện thẩm mỹ nhanh chóng nhất cho hàm răng của chúng ta. Vì có lẽ đó mà ngày càng nhiều người lựa chọn và bọc răng sứ bất chấp mọi cảnh báo về hệ lụy của phương pháp này. Ngay sau đây, bác sĩ sẽ bật mí cho cô chú anh chị về các trường hợp nên hay không nên bọc răng sứ răng cửa. Trường hợp thứ nhất là răng bị nhiễm màu do tetracycline. Trước đây đã có những thời kỳ chúng ta coi tetracycline là một thần dược và lạm dụng nó khi sử dụng kháng sinh này, dẫn tới việc một thế hệ bị xỉn màu răng và bị nhiễm tetracycline. Răng bị nhiễm tetracycline là một hiện tượng rất phổ biến, răng bị ố màu vàng đen sẫm hoặc là màu loang lổ do tác dụng phụ của thuốc tetracycline. Răng nhiễm kháng sinh là răng tối màu từ bên trong mô răng, nó hoàn toàn khác với răng nhiễm màu bắt nguồn từ thực phẩm. Ví dụ như là răng bị ố vàng do hút thuốc hay là sử dụng những thực phẩm có màu như trà thì chúng ta có thể dễ dàng tẩy trắng răng. Còn răng bị nhiễm tetracycline thì phương pháp tẩy trắng này không còn mang lại hiệu quả. Do đó, cách khắc phục của tình trạng răng nhiễm tetracycline này là tốt nhất là chúng ta bọc sứ hoặc dán sứ veneer. Với hai phương pháp này thì chúng ta sẽ sử dụng hai chất liệu sứ khác nhau, do đó độ dày của vật liệu cho phép là cũng là khác nhau. Phương pháp dán sứ veneer thì sẽ không cần mài mô răng quá nhiều. Còn phương pháp bọc răng sứ, đặc biệt là trong những trường hợp răng khớp khểnh, thì việc mài mô răng nhiều là không thể tránh khỏi. Chính vì thế, phương pháp bọc răng sứ có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của răng. Trường hợp thứ hai là răng bị nứt, mẻ hoặc do tai nạn, chấn thương. Răng cửa là nhóm răng dễ nhìn thấy nhất và cũng dễ bị tổn thương nhất khi chúng ta gặp các chấn thương hoặc tai nạn trong quá trình lao động và sinh hoạt. Các tổn thương thường gặp là nứt ngang hoặc nứt dọc thân răng, mẻ răng hay vỡ răng. Trong những trường hợp răng bị mẻ ít thì chúng ta có thể chám răng để đảm bảo tính thẩm mỹ. Còn nếu tổn thương quá lớn thì chúng ta có thể phải bọc răng sứ, đó là phương án tối ưu nhất. Nếu không bọc sứ răng cửa thì vi khuẩn sẽ nhanh chóng xâm nhập vào bên trong qua các tổn thương này và gây ra viêm tủy, phá hủy tủy răng. Vì vậy, bọc răng sứ chính là chỉ định bắt buộc để cứu chiếc răng của chúng ta. Thứ ba là một trong những trường hợp khá phổ biến, đó chính là chiếc răng cửa bị thưa. Nhiều người có quan niệm rằng răng thưa là một nét tướng không tốt, thường gây ra bị hao tài tổn của, nên có nhiều người lựa chọn bọc răng sứ để loại bỏ nhược điểm này. Thứ tư là một số trường hợp răng khớp khểnh hoặc là răng hô ở mức độ nhẹ. Thay vì bỏ thời gian từ 1 năm rưỡi cho đến 2 năm để niềng răng thì có nhiều người lại lựa chọn bọc răng sứ để cải thiện răng hô và răng khớp khểnh ở mức độ nhẹ của mình. Các nhược điểm này sẽ nhanh chóng được khắc phục chỉ với 2 lần hẹn. Tuy nhiên, với các trường hợp như thưa, hô, khớp khểnh thì phương án điều trị tốt nhất và đem lại hiệu quả nhất, lâu dài nhất vẫn là niềng răng. Bởi vì các sai lệch răng thường đi kèm với sai khớp cắn, bọc răng sứ sẽ không thể khắc phục được các sai lệch về khớp cắn cũng như có thể khiến răng của chúng ta có thể sang chấn nặng nề hơn, dẫn tới ngày càng yếu hơn. Do đó, với các trường hợp sai lệch răng như ở trường hợp thứ 3 và trường hợp thứ 4 thì phương pháp điều trị tốt nhất là niềng răng. Còn đối với những khách hàng vẫn muốn bọc răng sứ thì chúng ta cần lưu ý một số những điều như sau. Thứ nhất là lựa chọn được nha khoa uy tín để được các bác sĩ có chuyên môn và tay nghề cao trực tiếp thực hiện. Bởi vì bọc răng sứ là một kỹ thuật mài răng và các bác sĩ chuyên môn sẽ biết cần phải mài như thế nào, mài bao nhiêu là đủ, độ thua như nào để đúng kỹ thuật, đảm bảo chiếc răng sứ của chúng ta thẩm mỹ nhất nhưng lại an toàn, xâm lấn tối thiểu, giúp tuổi thọ răng của chúng ta tăng lên. Thêm nữa, lại tại các cơ sở nha khoa uy tín thì khách hàng sẽ được sử dụng những chiếc răng sứ chính hãng, chất lượng cao, tránh bị bong vỡ trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, khi chúng ta bọc sứ răng cửa được bác sĩ trực tiếp điều trị và lắp răng thì chúng ta cũng sẽ đảm bảo những cái vấn đề như là vấn đề khớp cắn. Thì vấn đề khớp cắn là một cái yếu tố vô cùng quan trọng trong quá trình ăn nhai. Khi mà bác sĩ tái lập lại được một hướng dẫn ăn nhai tốt như là hướng dẫn răng cửa, hướng dẫn răng hàm sẽ giúp đảm bảo cho các yếu tố kỹ thuật trong quá trình sử dụng sẽ tránh được hiện tượng bong vỡ, mẻ hay là bị rơi răng trong quá trình ăn nhai. Giống như trường hợp mà chúng ta xem video ban nãy thì đây là một trường hợp rất hay gặp phải, đó là những trường hợp mà mài cùi răng quá ngắn, độ dày mặt trong của răng sứ không đảm bảo. Ngoài ra thì có hiện tượng chỉnh khớp cắn không đúng, hướng dẫn răng cửa và hướng dẫn răng hàm không đủ. Điều này dẫn tới chiếc răng của chúng ta sẽ bị quá tải lực và rất dễ tình trạng bong vỡ hoặc là rã chất cắn quá sớm trong thời gian sử dụng. Thứ hai là tiếp theo chúng ta lựa chọn màu của răng sứ phù hợp với tông màu da, môi và hình thể phù hợp với khuôn mặt, nụ cười. Thứ nhất là với
màu sắc của răng sứ là một điều vô cùng quan trọng. Tránh những trường hợp chúng ta lựa chọn màu răng quá sáng hay quá tối hay là quá đục, không đảm bảo sự tự nhiên. Với màu sắc của răng sứ thì chúng ta phải đảm bảo những cái yếu tố về màu sắc, những hiệu ứng màu sắc đi theo, giống y hệt như răng thật, đảm bảo những cái độ trong, độ trong mờ, giúp cho bệnh nhân có nụ cười tươi mà không bị quá giả. Đối với hình thể răng thì chúng ta phải lựa chọn hình thể và dáng răng phù hợp với độ tuổi, giới tính hay là hình dạng khuôn mặt, hình dạng nụ cười. Điều này là vô cùng quan trọng. Ví dụ như là hình thể của một chiếc răng sứ của độ tuổi nam giới thì chúng ta sẽ phải đảm bảo những góc cạnh rõ nét để đảm bảo cái tính nam tính của bệnh nhân cho khuôn mặt. Đối với nữ giới thì chúng ta sẽ phải để hình dạng răng thuôn, bầu, giúp cho những đường chuyển tiếp rõ ràng. Hay là một số người thì chúng ta có thể để ở răng khểnh, răng nanh hay là độ nhọn của răng nanh rõ ràng, giúp cho nụ cười của chúng ta có độ thêm độ sắc sảo trong quá trình giao tiếp. Về loại răng sứ thì lời khuyên của bác sĩ cho cô chú anh chị là nên lựa chọn răng toàn sứ, không nên lựa chọn răng sứ có lõi là kim loại để tránh trường hợp bị ánh đen đường viền sau một thời gian sử dụng. Hiện nay trên thị trường thì có rất là nhiều loại răng sứ, tuy nhiên thì trên đây bác sĩ xin giới thiệu một vài dòng răng sứ phù hợp để có thể làm răng sứ răng cửa, giúp cho bệnh nhân đảm bảo được yếu tố thẩm mỹ, màu sắc và hình dáng răng. Ví dụ như là những dòng răng sứ rất là nổi tiếng như là những dòng răng sứ về Seacom, Ceramil, Ceramil Jolit hay Nacera. Ngoài ra thì còn một số dòng răng sứ như là Lava, Lava Plus giúp đảm bảo những cái yếu tố màu sắc và độ cứng của răng. Về chế độ ăn uống thì cô chú anh chị cũng hạn chế cái vấn đề ăn đồ quá dai hay là quá cứng, trong thời gian sử dụng dễ bị bong hay là bị vỡ. Về vệ sinh thì cô chú anh chị có thể thực hiện giống như vệ sinh răng thật của chúng ta với tăm nước, bàn chải để đánh răng hay là chỉ tơ nha khoa. Với bộ ba cái phương pháp vệ sinh như vậy thì đảm bảo cho răng sứ của chúng ta sẽ có tuổi thọ và có duy trì cái thẩm mỹ ổn định lâu dài. Như đã nói ở trên, khách hàng chỉ cần 2 lần hẹn để có một bộ răng sứ hoàn chỉnh, đảm bảo vấn đề thẩm mỹ và quy trình bọc răng sứ, đảm bảo vấn đề về chức năng. Về quy trình bọc răng sứ thì sẽ có những giai đoạn như sau. Ở buổi thứ nhất thì bác sĩ ban đầu sẽ thăm khám, lên kế hoạch điều trị, thiết kế nụ cười, xác định được độ dày của từng vị trí phải mài. Trước khi mài thì bệnh nhân sẽ được gây tê, do đó thì trong quá trình làm thì gần như là sẽ không có quá trình đau nhức, khó chịu gì cả. Đối với mài veneer, thậm chí một số trường hợp chúng ta sẽ chỉ tạo nhám trên lớp men hoặc không cần mài thì sẽ không cần phải gây tê. Sau khi chúng bác sĩ sửa soạn xong thì chúng ta sẽ đến bước tiếp theo, đó chính là bước lấy dấu trong buổi này. Ở bước này thì với hai kỹ thuật lấy dấu thì chúng ta có thể lấy dấu bằng kỹ thuật số scan mẫu hàm, hoặc là chúng ta có thể lấy dấu bằng chất lấy dấu như phương pháp truyền thống. Sau khi lấy dấu thì bác sĩ sẽ tiến hành để bước cuối cùng, đó là chính là bước bác sĩ sẽ làm răng tặng cho bệnh nhân. Ở trước đó thì thông thường bác sĩ sẽ lấy một dấu sơ khởi để có thể làm những chiếc răng tặng giống như ban đầu của bệnh nhân. Giúp bệnh nhân có răng tặng sau trong thời gian chờ khoảng 24 tiếng để lắp răng sứ. Sau khi lắp răng tặng, bệnh nhân về thời gian chờ là khoảng từ 24 cho đến 48 tiếng để chúng ta sẽ có một bộ răng sứ thẩm mỹ để lắp cho bệnh nhân. Trong thời gian chờ này thì bệnh nhân tránh ăn đồ quá cứng, quá dai, quá nóng, quá lạnh, có thể gây ra tình trạng nhạy cảm tại ê buốt. Tiếp đến là sẽ đến buổi thứ hai, là buổi mà bác sĩ sẽ tiến hành lắp răng. Sau khi bác sĩ loại bỏ răng tặng thì bác sĩ sẽ bắt đầu tiến hành thử những chiếc răng sứ trên miệng của cô chú anh chị. Khi mà cô chú anh chị được xem những cái hình thể, hình dáng chiếc răng sứ đó có phù hợp với góc nhìn thẩm mỹ của cô chú anh chị hay không. Khi mà thấy màu sắc và hình thể đã phù hợp thì chúng ta sẽ tiến hành cắn răng. Sau khi cắn răng khoảng 1 tiếng thì cô chú anh chị hoàn toàn có thể ăn uống và sinh hoạt hoàn toàn bình thường. Trên đây vừa rồi là một số thông tin và chủ đề bọc răng sứ răng cửa mà chúng tôi muốn gửi tới các cô chú và anh chị. Nếu mọi người còn thắc mắc cần phải giải đáp thì có thể để lại bình luận dưới video này. Hẹn gặp lại cô chú, anh chị ở những video tiếp theo.